cao hay tăng huyết áp phổi pulmonary hypertension liên quan đến sự tăng huyết áp trong vòng tuần hoàn phổi pulmonary circulation. Nói một cách cụ thể hơn đó là áp suất trung bình của động mạch phổi cao hơn 25mm thủy ngân. Tuần hoàn phổi bắt đầu với tâm thất phải. Từ đó, máu được bơm vào động mạch thân phổi, pulmonary trunk, rồi chia nhánh từ động mạch thân thành hai nhánh động mạch phổi, pulmonary arteries, mỗi nhánh đi vào một lá phổi. Động mạch phổi được chia thành động mạch nhỏ hơn, được gọi là các tiểu động mạch phổi, pulmonary arterioles. Sau đó, chia thành mao mạch phổi, bao xung quanh các phế nang, alveoli. Đó là nơi mà hàng triệu túi khí nhỏ xíu trao đổi khí, gas exchange. Tại thời điểm này, oxy đi vào máu và carbon dioxide đi ra phế nang. Các mao mạch phổi đổ vào tĩnh mạch nhỏ, rồi các tĩnh mạch nhập lại thành hai tĩnh mạch phổi đi ra từ mỗi lá phổi. Và những tĩnh mạch này kết thúc vòng tuần hoàn phổi sau khi đưa máu giàu oxy vào tâm nhĩ trái. Huyết áp trong vòng tuần hoàn phổi bình thường thì nhỏ hơn huyết áp tại tuần hoàn hệ thống, systemic blood pressure. Áp suất động mạch phổi bình thường là 25mm thủy ngân tâm thu trên 10mm thủy ngân tâm trương, và áp suất trung bình là khoảng 15mm thủy ngân. Cao huyết áp phổi hình thành thường là do bệnh bên trái của tim, left heart disease. Trong trường hợp này, các mạch máu phổi thì bình thường và không bị tổn thương, nhưng ở phía bên trái của tim không thể bơm máu một cách hiệu quả. Ví dụ, do bệnh suy tim, heart failure, hay do chứng rối loạn van tim và valvular dysfunction. Như thế thì gây nên máu tích đọng lại tại các tĩnh mạch và các mạng mao mạch. Điều này làm tăng huyết áp trong động mạch phổi. Một nguyên nhân khác có thể gây ra cao huyết áp phổi đó là bệnh phổi mãn tính, chronic lung disease, thường làm co mạch do thiếu oxy, hypoxic vasoconstriction. Đó là khi một vài nơi trong phổi bị tổn thương và phế nang bị hư hại và không thể trao đổi oxy với máu. Để thích ứng với tình trạng này, những tiểu động mạch trong những khu vực này bắt đầu co lại. Điều này có hiệu quả ngăn máu đến nơi bị tổn thương và đẩy máu đến nơi các mô phổi còn hoạt động tốt. Nhưng vấn đề là nếu co mạch lan rộng, như ở những người mắc bệnh khí thủng, emphysema, có hơi thở ngắn, cơ chế này có thể phản tác dụng. Bởi vì hiện tượng co mạch tại các tiểu động mạch phổi lan rộng thông thường sẽ làm tăng lực cản tại các mạch máu phổi. Với lực cản tăng, làm cho tâm thất phải khó khăn hơn trong việc bơm máu, giống như phải ép nước qua một ống hẹp thay vì qua một ống lớn hơn. Vì vậy, để đẩy cùng một lưu lượng máu đến các tiểu động mạch phổi, phía bên phải của tim cần phải tạo ra một áp lực cao hơn, dẫn đến tăng huyết áp phổi. Một nguyên nhân khác làm tăng huyết áp phổi là chứng bệnh cao huyết áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạch mãn tính, chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Đó là khi có những cục máu thường được thuyên chuyển đến các mạch phổi. Huyết khối có thể hình thành do nguyên nhân chính là rối loạn quá trình đông máu, hay là do tắc mạch tạo ra bởi huyết khối thuyên chuyển từ một nơi khác đến phổi. Những cục máu đông làm nghẽn các mạch phổi, làm tăng lực cản dòng máu chảy, và ngoài ra các tế bào nội mô trong mạch tiết ra histamine và serotonin, làm co mạch các tiểu động mạch phổi. Cùng nhau, sự nghẽn mạch máu và làm hẹp các mạch máu dẫn đến sự gia tăng huyết áp phổi. Một loại cao huyết áp phổi là cao huyết áp động mạch phổi, pulmonary arterial hypertension. Đó là khi áp tăng cao trong các tiểu động mạch phổi, nhưng huyết áp tại các mao mạch và các tĩnh mạch thì vẫn bình thường. Một số dị tật bẩm sinh có thể gây cao huyết áp động mạch phổi. Trong một thời gian dài, máu liên tục bị rẽ hướng từ trái thông qua vách ngăn sang phải, gây ra bởi dị tật thông liên thất, ventricular septal defect, hay dị tật thông liên nhĩ, atrial septal defect, hoặc hiếm hơn là dị tật còn ống động mạch, patent ductus arteriosus. Đó là ống thông động mạch chủ của thai nhi vẫn còn mở. Có
có thể dẫn đến tăng huyết áp phổi và cuối cùng thì đảo ngược dòng máu chảy từ phải sang trái, được gọi là hội chứng Eisenmenger. Chứng cao huyết áp động mạch phổi có thể gây ra do các bệnh rối loạn mô liên kết như bệnh lên ban đỏ hệ thống lupus, nhiễm trùng HIV, rối loạn tuyến giáp thyroid disorders, các bệnh do đột biến gen di truyền. Trong những trường hợp này, diễn tiến gây thiệt hại cho các tế bào nội mô lót bên trong các động mạch phổi. Một khi thiệt hại xảy ra, các tế bào nội mô bị tổn thương, tiết ra hóa chất như endothelin 1, serotonin và thromboxane. Những hóa chất này làm các tiểu động mạch phổi co hẹp, làm phình đại cơ trơn xung quanh mạch. Các tế bào nội mô bị hư hỏng cũng tiết ra một ít nitric oxide và prostacyclin. Chúng có hiệu ứng ngược lại, các tiểu động mạch phổi giãn và ức chế sự phì đại của cơ trơn. Dù nguyên nhân là gì đi nữa, một khi có cao huyết áp phổi, nó gây ra hậu quả nghiêm trọng đến phổi và tim. Dịch có thể bị ép ra khỏi các mạch máu trong phổi và đi vào trong không gian kẽ. Sự xuất hiện của dịch dư thừa tại các khoảng kẽ của phổi được gọi là chứng sưng phù phổi, pulmonary edema. Và điều này có thể làm việc trao đổi khí trở nên khó khăn hơn. Cao huyết áp phổi cũng làm tâm thất bên phải bơm máu khó khăn hơn nhiều, và qua một thời gian làm nó phì đại hay là lớn ra. Lúc đầu thì giúp một chút trong việc bơm máu, nhưng cuối cùng thì các cơ của tâm thất phải trở nên kềnh càng và nhu cầu oxy vượt trội lượng cung, do đó có thể gây ra bệnh suy tim. Một khi bệnh phổi mãn tính gây ra chứng suy tim bên phải, nó được gọi là bệnh tim phổi, core pulmonary. Suy tim bên phải gây ra ứ động máu trong hệ thống tĩnh mạch, và điều này dẫn đến sự tăng áp lực trong tĩnh mạch cảnh. Dịch ứ động trong gan gây chứng gan phì đại, hepatomegaly. Bệnh ứ động trong chân gây ra sưng phù chân. Cũng như thế, suy tim bên phải cũng đồng nghĩa với việc tim bên trái sẽ nhận ít máu hơn, và để bù đắp cho thất thoát này thì nó bơm mạnh hơn và nhanh hơn. Cao huyết áp phổi có thể dẫn đến khó thở với hơi thở ngắn. Khi phổi cao huyết áp do suy tim trái, có thể gây ra chứng khó thở khi nằm thẳng, orthopnea, đó là chứng khó thở trầm trọng hơn khi nằm phẳng. Bởi vì khi nằm phẳng sát đất, nhiều máu hơn rút về tim từ các tĩnh mạch, và lượng máu thêm vào này làm tăng áp suất thủy tĩnh trong mao mạch phổi. Siêu âm tim thường được dùng để chuẩn đoán cao huyết áp phổi. Ảnh siêu âm cho thấy dấu hiệu của sự tăng áp lực tại các động mạch và tâm thất phải. Các kiểm tra theo dõi có thể được thực hiện để xác định nguyên nhân chính, chẳng hạn như đo phế dung, spirometry hay dung tích phế nang, để định bệnh phổi mãn tính. Điều trị cao huyết áp phổi thường đòi hỏi sự hỗ trợ bổ sung oxy. Các phương pháp điều trị khác sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân chính. Nguyên nhân do tim cardiogenic nature, thuốc cho hạ huyết áp hoặc tăng hiệu suất tim có thể hữu ích trong vài trường hợp. Với bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp động mạch phổi, thuốc kháng thụ thể endothelin và prostacyclin có thể được chỉ định. Xin được tóm tắt ngắn gọn. Cao huyết áp phổi là khi áp suất trung bình của động mạch phổi cao hơn 25mm thủy ngân, có thể gây ra do bệnh tim bên trái, bệnh phổi mãn tính hay gây ra do các tình trạng cao huyết áp động mạch phổi nào đó. Dù nguyên nhân nào đi nữa, nó dẫn đến chứng suy tim bên phải và chỉ dấu dễ nhận ra như áp suất tĩnh mạch cảnh tăng, gan phình đại và sưng phù đôi chân.